Nội dung cuốn Da Dê thứ tư: Ta là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa, vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Từ khi Thượng Đế sáng tạo ra trời đất và vạn vật đến nay, chưa có một ai giống như ta. Đầu óc, tâm hồn, đôi mắt, đôi tai, đôi tay, râu tóc, cái miệng của ta đều khác hẳn với tất cả mọi người. Người có lời nói, cử chỉ giống ta hoàn toàn trước đây không có ai, hiện tại không có và sau này sẽ không có. Tuy rằng người trong bốn bể đều là anh em, nhưng mọi người đều khác nhau. Ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa. Ta là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa, vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không dễ dàng thỏa mãn với hiện thực như loài động vật. Trong lòng ta đang khát khao một ngọn lửa truyền từ đời này sang đời khác. Nó khích lệ ta vượt qua chính mình. Ta phải tiếp thêm cho ngọn lửa này ngày càng cháy mạnh. Ta tự hào tuyên bố với thế giới về sự xuất chúng của ta. Không ai có thể bắt chước được bút tích của ta, nhãn mát của ta, thành quả của ta và năng lực bán hàng của ta. Từ nay về sau, ta phải phát triển mọi tài năng của ta, bởi từ đây là một nguồn vốn vô tận giúp ta thành công. Ta là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa, vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không bao giờ bắt chước người khác một cách máy móc mà phải thể hiện tài năng của mình. Ta chẳng những phải ca ngợi tài năng của mình mà phải trổ hết tài năng phục vụ loài người. Ta phải học cách loại bỏ điểm giống nhau và lưu giữ những cái khác nhau. Ta nhấn mạnh điểm khác nhau của mình với công chúng. Ta nhưng không những phải tránh xa những điểm chung mà tất cả ai cũng có. Ta phải vận dụng nguyên tắc này vào trong hàng hóa. Người bán hàng và hàng hóa, cả hai đều phải độc đáo, ưu việt. Ta rất tự hào vì điều đó. Ta là một kỳ quan độc nhất vô nhị của giới tự nhiên. Đồ vật càng hiếm, càng quý. Ta là người có tài năng độc đáo và ưu việt. Vì vậy, giá trị con người của ta phải tăng gấp bội phần. Ta là tinh hoa ở giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa hàng nghìn vạn năm. Trí tuệ và cơ thể của ta đã vượt xa các bậc đế vương và trí thức trước kia. Những tài nghệ của ta, đầu óc của ta, tâm linh của ta và sức khỏe của ta, nếu không rèn luyện sử dụng thì sẽ trở nên ngu dốt, mục nát, thậm chí sẽ tiêu vong theo thời gian. Tiềm năng của ta là vô tận, trí lực và thể lực của ta chỉ cần phát huy thì lập tức có thể lập ra kỳ tích, vượt qua bất kỳ thành tựu nào trước đây. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu phát huy tài năng của mình. Ta sẽ không bao giờ kiêu căng tự mãn với thành tích của ngày hôm qua, sẽ không bao giờ vì một chút thành tích nhỏ nhoi mà tự khoe khoang, khoác lác. Ta phải làm tốt hơn những gì ta đã hoàn thành. Sự ra đời của ta không phải là kỳ quan cùng của tạo hóa, vậy tại sao ta không sáng tạo ra kỳ tích mới? Ta là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa, bởi vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta không phải tự nhiên mới đến thế giới này. Ta sinh ra đời để làm ngọn núi cao, chứ không muốn làm cây cỏ. Từ hôm nay về sau, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để trở thành một đỉnh núi cao giữa muôn vàn đỉnh núi. Phát huy toàn bộ tài năng của ta, ta cần tiếp thu kinh nghiệm của thiên nhân, hiểu được bản thân mình và những hàng hóa trong tay. Có như vậy, để đẩy lượng hàng tiêu thụ lên gấp bội. Ta phải thận trọng từng câu chữ, cân nhắc gọt giũa, cẩn thận từng lời nói trong khi bán hàng. Bởi đây là điểm mấu chốt của thành công trong kinh doanh. Ta quyết không quên những thương nhân đã có nhiều thành công. Thực ra họ cũng chỉ sử dụng một vài từ ngữ chuyên bán hàng. Điều này khiến cho họ đi đâu, làm gì cũng không đồng, nén giọt. Ta cũng cần phải kịp thời sửa đổi những thái độ ứng xử và tạo dựng phong độ của mình. Bởi vì đây là một đức tính tốt đẹp, hấp dẫn người khác. Ta là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta phải tập trung tinh thần đối phó với những thách thức trước mắt. Ta quyết không để cho việc gia đình cản trở công việc kinh doanh. Thân tại thương trường, ta không thể lưu luyến chuyện gia đình, nếu không tư tưởng của ta sẽ bị rối loạn. Mặt khác, khi sum họp với gia đình, ta nhất định để chuyện công việc ngoài cổng, nếu không sẽ làm cho người nhà cảm thấy cuộc sống gia đình vô vị và tẻ nhạt. Trên thương trường không có chỗ dành cho chuyện nhà, cũng giống như ở nhà không có chỗ để bàn thương vụ. Hai việc này cần phải tách rời tuyệt đối, nếu không sẽ làm hỏng cả hai.
ta là một tinh hoa có 102 có của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo một tương lai, đôi mắt ta có thể quan sát, đầu óc ta có thể suy nghĩ. Hiện nay ta hiểu rất rõ những điều bí mật vĩ đại trong cuộc đời con người. Ta phát hiện thấy những chán nản, bi thương chỉ là sự cải trang của thần may mắn. Ta không bao giờ bị dáng vẻ bề ngoài của thần may mắn đánh lừa. Ta đã mở to đôi mắt khám phá các vẻ ngụy tạo của thần may mắn. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Chim chóc, muông thú, cỏ hoa, cây cối, gió mưa, đồi núi, sông ngòi, hồ ao đều không có sự khởi nguồn như ta. Ta được lớn lên trong tình yêu thương và được sinh ra với một sứ mệnh sáng tạo. Trước đây ta đã coi nhẹ sự thực hiện như này. Từ nay về sau, sứ mạng của ta sẽ là tạo dựng tính cách soi đường chỉ lối cho chính ta hành động. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Thế giới tự nhiên không biết đến thất bại. Nó luôn xuất hiện với tư thế của người chiến thắng. Ta cũng phải như thế. Bởi vì một khi thành công xuất hiện thì ta cũng có tư thế của người thành công. Ta sẽ thành công. Ta sẽ trở thành người bán hàng vĩ đại nhất. Bởi vì ta là tinh hoa có 102 của tạo hóa. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và lắng nghe cái giọng đọc của Khôi. Cuốn Da Dê thứ tư, ta là một tinh hoa có 102 của tạo hóa. Vì vậy chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Hẹn mọi người trong cuốn Da Dê thứ năm, đó là chỉ có hôm nay là ngày ý nghĩa. Chúc mọi người một ngày cuối tuần, buổi tối cuối tuần rất là bình an và êm ấm, ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè.